Tiếp theo là những thông tin về thị trường một số loại thiết bị điện tử, nước uống mùa hè trên địa bàn thành phố Lào Cai. Thị trường điều hòa khá đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn trong mùa hè này. Tùy thuộc vào thương hiệu, công suất và các tính năng đi kèm của sản phẩm như một chiều hay hai chiều, tiết kiệm điện, lọc không khí, giá các sản phẩm sẽ khác nhau, dao động từ 5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng một chiếc. Tuy nhiên theo các đại lý, bán lẻ, hệ thống siêu thị, sức mua của thị trường vẫn tương đối chậm. Cùng với việc lựa chọn mua điều hòa mới, thời điểm này nhiều gia đình cũng thực hiện kiểm tra bảo dưỡng lại điều hòa để đảm bảo sử dụng trong mùa hè và tiết kiệm nhất. Giá của một lần bảo dưỡng điều hòa trung bình khoảng 250 đến 300.000 đồng mỗi chiếc. Thời điểm mùa hè nhu cầu về nước giải khát tăng cao, nhưng giá các mặt hàng này về cơ bản vẫn ổn định. Cụ thể, các loại đồ uống đóng chai sẵn như Coca-Cola, nước bí đao, bò hút được các đại lý bán ra với giá giao động từ 8 đến 10 000 đồng một lon. Tùy thuộc vào thương hiệu sản phẩm, bia lon hiện đang được các đại lý cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố bán ra với mức giá giao động từ 220 nghìn đến 430 000 đồng một thùng, tăng khoảng 20 đến 25 000 đồng một thùng so với thời điểm đầu tháng theo nhiều tiểu thương giá bia tăng là do chi phí nguyên liệu sản xuất tăng nên giá sản phẩm tăng từ nhà sản xuất